Sáng nay hai vợ chồng mình lên khu vực Đồng Khởi để đi đổi tiền. Sau đó sẽ ghé thăm ông anh ở hotel kế bên. Đây là cái khu vực nhà hàng ăn uống ở trên khách sạn Oscar chỗ ông anh mướn đây. Sau đó rồi mấy anh em rủ nhau đi chơi. Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Sau cái chuyến đi du lịch ở Lò Lạt 3 đêm 4 ngày thì sáng nay mình đã về đến Sài Gòn, hôm nay là ngày thứ 7. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở đường hoa Nguyễn Huệ. Khi mình ghé đây rồng thì còn, nhưng mà đường hoa thì đã dọn dẹp sạch. Đây mình đang đứng ở ngay đường hoa Nguyễn Huệ. Trong lúc này là mình đang chờ gọi xe Grab mình đi công chuyện. Rồi mời các bạn sẽ đi tham quan chung với mình, coi xem mình đi những nơi đâu. Vậy mời các bạn theo chân mình nha. Đây, địa điểm đầu tiên sáng nay mình đến là Viettravel. Bởi mình đến đây, mình hôm qua họ có gọi phone cho mình để họp đoàn, nhưng mà lý do là hôm qua mình đang còn ở trên Đà Lạt thì hôm nay mình trở về Viettravel để mình đóng tiền. Đây, hôm qua cả cái group của mình thì có cái cô em gái ở bên Las Vegas, hôm nay cũng đi lên đây đóng tiền để đi cái chuyến du lịch Trung Quốc. Vào cái mùa Tết này ở ngay cái khu vực văn phòng của Viettravel đó, mình thấy du khách đến đây đăng ký đi du lịch, đi tour rất là nhiều nha. À, đây rất là nhiều cô nhân viên phục vụ rất là tận tình. Sau khi thanh toán thì thủ tục coi như là đã xong, coi như là mình đã đăng ký đi rồi. Yến nó gọi phone. Yến gọi cho chị chiếc app rồi. Telephone về hả? Anh uống gì được? Hôm qua chị ấy ta bút cát mà từ Thiên Tôn nó về tới tới chỗ ông Trịnh á. Nó mua nó lên tới 320 mấy ngàn trong cái đi taxi. Và cái nhà ông Trịnh. Hiện tại bây giờ mình đang ở đường Huỳnh Trịnh Của với đường Nguyễn Văn Mai. Hôm nay là mình sẽ đi qua vào cái con đường hẻm của Nguyễn Hồng Sởi. Đó, đây là cái hẻm Hồng Sởi, là mình sẽ đi khu vực này, đi qua hướng về Nam Kỳ Khải Nghĩa. Cái con hẻm này mình có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây nha. Bởi vì hồi mình học lúc 6 tuổi, học tiểu học đó, thì cái con đường này là mình đi thường xuyên mỗi một ngày để mình về nhà mình cho nó gần. Con đường này là mình hay đi tắt lắm. Với lại ở trong cái con đường này đó có nhà của cô giáo dạy học mình đó, nhưng mà khi lần này mấy lần trước mình cũng có ghé thăm rồi, nhưng mà cô giáo của mình chắc là cũng đi vượt biên, đi con nước ngoài ở rồi. Khi mà trở về nơi đây thì không thấy nữa nha, vì ở đây họ thay đổi quá nhiều. Hồi xưa đường nó được như vậy đâu, hồi xưa đường nó rất là gập ghềnh, dơ giấy, nhà thì lụp sụp, chứ còn bây giờ thì thay đổi coi như là 100% nhà nào cũng xây tường, đường đi rất là tốt. Vì vậy mình đi ngang qua cái hẻm này là mình nhớ rất nhiều là cái kỷ niệm hồi mình học tiểu học nha. Nơi đây là mình là cái ghi dấu ấn rất là nặng, rất là nhiều bạn bè rồi, cô giáo rồi. Những cái trò chơi ở trong cái hẻm này có rất là nhiều, như là đá banh bàn nè, nó ở trong đây nó có nhiều đá banh bàn ở trong đây lắm. Nên là mình thường xuyên mình vô ghé cái hẻm này và vừa chơi là vừa đi về nhà nó gần nữa. Cái hẻm sau này họ thay đổi rất là nhiều nha. Mấy chục năm rồi không thay đổi mới là lạ đó. Nhưng mà phải nói đường đi nó tương đối nó khá sạch sẽ hơn. Với lại nhà ở cái khu vực này họ xây tầng hết. Trước đây là mình học ở trường tiểu học Tân Định, nằm trên đường Huỳnh Thịnh Của đó, nên đâm ra mình phải đi từ cái đường Huỳnh Thịnh Của, mình đi bắt ngang cái đường xóm Hầm Sỏi này là đi ra đường Nam Kỳ Khải Nghĩa, tức là đường Công Lý cũ, rồi mình về cư xá 288 là trở về nhà, nên rất là tiện lợi luôn. Đây là đường trước mặt mình là đường Nam Kỳ Khải Nghĩa nha, đường Công Lý cũ, và đây là cái đầu đường của xóm Hầm Sỏi đây. Trước đây thì bên cái hẻm cái sau cái cửa cổng cái tôn này đó, bây giờ họ đang xây kết cái gì đó mình không có thấy rõ lắm, nhưng mà trước đây trong là Hòm Sỏi họ
Có thể đây là nơi chứa sỏi nha. Bây giờ mình đi là hướng đường Yên Đỗ. Mặt mình bây giờ là đường Yên Đỗ, đường Lý Chính Thắng đây. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Công Lý cũ. Bên tay phải mình đó là khách sạn La Vela. Trước đây mình đã dự định mướn ở đây rồi, nhưng mà trục trặc kỹ thuật nên vấn đề mình lại rời, mình không ở đây nữa. Mình trở về nhà mình ở. Đây là khách sạn La Vela. Ở trong đây có cái trung tâm thương mại nhỏ thôi, với lại có dạp cine nữa. Bên trái mình đó là khu chung cư cao cấp. Còn bên tay phải là cửa chính của khách sạn La Vela. Ngã tư Yên Đỗ với đường Công Lý cũ. Bây giờ là khoảng gần 12 giờ trưa rồi. Bây giờ là 12 giờ kém 20. Trời rất là nắng, nóng. Nhưng mà mình cũng muốn đi bộ rồi mình quay những cái hình ảnh nó rõ ràng cho mọi người xem. Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bây giờ mời mọi người tiếp tục theo chân mình đi từ cái đầu đường của Yên Đỗ. Bởi vì những cái căn ở phía đầu này đó là hồi xưa ở đây là những căn nhà Tây. Sau này thay đổi rất là nhiều. Và cái cư xá 288 thì nó bắt đầu từ ở cái số nhà B mấy này, B10, B11 đó, nếu mình nhớ không lầm. Đây là 284, trước đây là nhà Tây hết. B11 đúng rồi, đây là cái phía cuối của dãy B đây. 288 B11 thì mình đi về hướng bên kia, hướng đầu bên kia là cổng chính của cư xá 288. Và ở bên đây đó, đối diện với mình đang quay đây đó là cái xóm xóm dốc. Thì trước cái xóm dốc mà những cái tòa nhà này không có nghe. Đó, những cái tòa nhà trước mặt mình là những cái nhà sập xệ, mà trước đây là cái quán cà phê ở xóm dốc. Có cái vòi phong tên. Cái vòi phong tên này lúc mình 6-7 tuổi là cái khu này cúp nước hay cái gì là thường thường người dân đến đây là lấy nước. Đó, cái xóm dốc nó nằm ở phía trước mặt mình đây. Và hiện tại muốn qua bên đó quay thì mình vướng. Bây giờ mình quay trở về là cư xá 288. Và các bạn tiếp tục theo chân mình đến cư xá 288 nha. Khởi đầu từ cái cuối dãy B. B11 là dãy cuối nha. Là căn nhà cuối B11. Còn đây là B5. Đây là B1 đây. Hồi xưa là nhà của bà Sĩ này. Trước đây là cái cổng cư xá. Ở đây hồi mà thời kỳ gác nhân dân tự vệ á. Hồi xưa ở đây không có lầu. Không có lầu, chỉ có một trệt, một mái thôi, với cái sân thượng. Thì mình hồi nhỏ hay đến đây phá, nghịch phá lắm. Đây, bây giờ mình đứng trước cửa cư xá 288. Bên kia là 200 giấy A. Giờ mà mọi người đi vô trong khu vực 288. Đây. Đây là căn nhà D1. Ở đây họ mở cái cửa tiệm quán nướng, cừu, bò, heo, gà, cá sấu, đà điểu. Nói chung là rất là nhiều. Có cả kangaroo nữa. Đây, mình đi vào hướng này trước nha. Mình đây là hướng D. Dãy D. Đây là cái dãy F. Hồi xưa nhà cổ của bà Chế đây. Của nhà cụ Chế đó. Cái căn nhà này chỉ mới xây thôi. Bên đây là trước mặt dãy F và dãy Ơ đây. Dãy của nhà của Hùng Tý. Còn bên đây dãy C là của nhà của Trung với Linh kế bên. Còn cái căn nhà trước mặt mình đây là dãy G, nhà là nhà của cụ Đức đây. Bên đây là nhà của cụ Thiều, anh Túy. Hai căn
nhà Bé Kim, còn đi sâu vào bên trong đây là khu vực nhà của Bác Nậm. Đây Y4, Y5. Đây mình đi vô nhà Bác Nậm nha, với nhà chị Thái. Nhân tiện mình về đây mình quay cho anh Cương với chị Thái xem luôn. Đây là nhà của chị Thái đây. Đây là nhà của Bác Nậm đây, G7. Cái đường hẻm bây giờ họ bít lại, không có cho mọi người đi qua nữa. Nhà này trước đây là nhà của cô giáo Nga đây. Có anh Giọt, anh Lai Tây này, anh đi qua nước ngoài hồi 75. Bây giờ mời tất cả mọi người đi vô trong khu tiệm phở Bắc Kỳ, phở Dậu. Đây nó là cái chung một cái trụ sở hồi xưa để hội họp của cư xá. Đây nhà anh Cang. Chào em. Khỏe không em? Năm mới. Trời, em nói em gặp anh là bắt đầu là máy quay phim. Trời, có gì ai vậy? Anh Long. Không có nhận ra đâu. Không, không có nhận. Nói. Úc của Thúy Anh. Rồi, nhớ rồi. Rồi, nhớ rồi. Anh Long. Anh Giang Giang, con đi ngồi anh Giang. Được rồi, để anh quay một chút, không sao hết. Nói là cái việc này là cái mùng 8 Tết. Anh em mình cũng về, em út của mình với lại gặp cái cô hàng xóm cách đây 40 mấy năm không gặp lại. Bây giờ nhìn sinh ra mà dễ thương ra. Này lấy nghề. Không. Và đây là cái cậu út của con Bắc Hình. Không ngờ về cái chuyến này gặp Quang với lại Quang con Bắc Hình. Rất tiếc là không gặp tất cả mọi người đây. Nên là cái dịp cái này là bất ngờ thôi. Hôm nay là gặp nhau ở đây. Hồi nãy có cả gặp bên chưa có chào hỏi anh thôi. Bây giờ nó chung ra ai cũng lớn tuổi hết rồi. Ra nhiều lúc nhìn nhận không ra, ra ngoài đường thấy gây lộn nhau hoài á, nhưng mà không nhớ là ngày xưa. Ngồi đây đủ vô đây ngồi. Rồi chỉ có thế thôi. Rồi chú anh nói tiếp một hai câu chú anh. Làm bèo. Làm chú anh nói tiếp. Rồi nói đi chú anh nói tiếp cho đăng ký ra đâu với chú anh nói đi. Dạ, hôm nay tự nhiên bỗng dưng anh làm bèo với lại ra thì như là đeo kính vô nhá. Anh tiếp đi. Và tiếp tục phần 2 chúng tôi xin giới thiệu quý vị đây MC Duyên Dáng Việt Nam đang ở United States về lại Việt Nam. Rồi xin mời. Đã từng nói trong chương trình Thúy Nga với lại Asia. MC đặc biệt của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta có đây. Rồi chứ anh có gì? Chứ em phải cứ để quay đi. Hôm nay là vợ chồng em đang vũ chị. Quay vũ với chồng em. Xin hẹn. Anh đâu? Đấy, còn có biển hiệu là anh Võ. Người đến từ xa xa. Như vậy là đây ai cũng có biển hiệu hết. Đúng rồi anh. Quang là gì cơ? Quang Lôn à? Đâu có đâu. Quang nó nhỏ quá, không biết đặt tên là gì cả. Tên là gì? Lâm Bèo. Lâm Bèo. Ra là gì ra? Đằng Béo. Đằng Béo hả? Đó không? Ừ. Xuống hành trang có béo đâu ta? Hồi đó này, hồi đó tao mập đó mày. Em còn em là gì không? Tí Anh. Tí Anh. Rồi nói tiếp cho anh. Tí Anh. Đó. Tí Anh. Nói chung là... 8 Tết. Nói chung là 18 Tết đúng không? Tết Canh Thìn. Giáp Thìn ông nội. À Giáp Thìn. Ủa mất canh me hoài lộ hoài. Nói chung là tụi mình có dịp là về quê quán là vui. Cường xá. Cường xá là vui. Gặp những ông anh yêu quý của các sống. Anh Lâm hả? Anh Lâm. Bà xã của anh Lâm mời chị quay đi. Được rồi, chị quay sau, anh quay sau được rồi. Dạ, chị quay đi, anh quay đúng, chị. Vũ quay vô, đúng rồi, cảm ơn Vũ. Em quay luôn đi, em quay luôn đi, em chồng em quay luôn đi.
Em phải lối nào cũng quay tiếp đi tiếp tới tòa xã hội dễ hơn. Trường Giang, Lạc Quan, Đại Hải, trời. Trường Long và tui không phải xin lỗi quý vị như này, người ta gọi trong cuộc đời gặp nhau là cái duyên. Mà ngày hôm nay anh em chúng tôi đi từ khắp mọi miền đất nước về lại Việt Nam. Người từ Paris. Người ta nói là xa quê hương nhớ mẹ hiền. Gặp nhau ở đây gọi cái duyên đó là duyên kỳ cục. Mấy chục năm rồi mới gặp lại nhau. Đồng ra cái quý bởi cái sự là vô tình. Mà hôm nay gặp cái phở của chị bà Dậu là bác Dậu ngày xưa nổi tiếng đó nha. Nói chung là tụi mình ăn phở bắt từ bé. Cũng đúng một trăm phần trăm. Không, nhưng mà bữa nay thiếu gì á. Ở đây mình nói đây là anh Lâm. Anh là người làm YouTuber. Làm chuyện cho vui thôi. YouTuber thì không biết có nhiều người khen Lâm đúng rồi, bên Pháp. Có rất nhiều người khen Lâm, rất nhiều người. Khen lắm luôn đấy nha, đang có nghe nói rồi đây. Đây là em của anh Lâm là Trường Giang. Là 288K6, đây là anh Hải, Đại Hải, là anh lớn, cũng K6 luôn nhá. Còn đây á, là Thúy Anh, là K4. Con của Bắc Hinh, K4. Còn đây là Quang, là ông trai út của Bắc Hinh, tức em của Thúy Anh, cũng K4 luôn. Ngày xưa K4 và K6 là đoàn kết. Rất là đoàn kết. Bây giờ là kết đoàn. Còn đây á, là phu nhân của YouTuber, từ ngoài Huế vô. Ra cái trường đón, thấy nó ghê. Cũng mà thiệt đó hả? Anh chị đi thuế hả? Tí nữa mình có đi okay. Tham quan căn nhà xưa. Căn nhà xưa. Rồi tham quan đi bảo tàng. Vô vô. Con ăn bên muốn miếng nước con ăn chứ nhở? Cái chuyến của Lâm đi chứ. Đây là cửa tiệm phở Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Đúng 12 giờ trưa luôn, phở Dậu thì mở cửa đến 1 giờ trưa. Bây giờ nhân viên họ đang dọn dẹp để nghỉ ngơi, sửa soạn nấu nướng cho ngày mai. Đây là dãy K2. Thì cũng hơi lính chút. Vậy là em một phép đúng. Đúng rồi. Nó cái ngày xưa đâu có cái này đâu. Dạ đúng rồi. Nhớ xe Jeep vô chạy qua đây luôn mà. Đây là anh Long. Nhớ không? Bên kia cũng phở Dậu mua lại nhà này luôn ha. Nhà bà gì hồi xưa đấy? Bà Từ. Ồ, phở Dậu mua. Đúng rồi. Bên ấy nhiều lắm á. Giờ nó ở bên đó Tân Trường. Đúng rồi, Tân Trường. Ở bên đó nhiều lắm. Ừ. Rồi mình đi nhà ai ta? Quên mất tên nhà này rồi. Nhà Bắc Thừa. Bú là đi lấy hai chế độ ấy Long. Đúng rồi, đúng rồi, anh nhớ rồi. Nhà Bắc Thừa. Ồ, nhà nào sẽ 3 4 tầng trở lên hết. Nhà chị Thủy cũ hả? Nè, mày ra mày gõ cửa nhà này trước, mày vô trong coi cái ta quay. Không sao, đây em ở 6 đây. Em ở 6 nhà bà Phú đây. Đó, trước mặt mình bên phải. Hồi những bữa thì mình có quay ở trong cái khu vực này rồi, của mọi người rồi. Bên đây thì mọi người nó nhà nào nhà nấy họ xây toàn là 3 tầng, 4 tầng không à. Rất là cao nha. Nhà nào cũng thế. Đây, chú Giang đang xin phép để vô thăm lại cái ngôi nhà thân yêu cách đây mấy chục năm về trước. Mình đã sinh đẻ ra ở đây và lớn lên ở đây. Đây. Thôi là có duyên vô gặp tôi quay được rồi, nó dài hơn rồi. Rồi xin phép vô trong đi. Vâng, vậy chị Thủy ơi, chị làm ơn, chị Thanh nói gì cái đang ngon được không? Được không chị? Chúng ta giao duyên. Anh chàng này là ngày xưa ở nhà này nè. Thì mấy con ơi con Chanh hả? Ôi đúng rồi. Ôi chị biết bố em à? Đây là ớt chị, con của Chanh. Là người của em cả. Cháu xin lỗi bác Hải nha. Để tên của em. Người ta đồng hồ nước là sang Mỹ.
Vâng, mà vẫn cung tơ đây hả chị? Bỏ luôn hả? Nó đưa ra ngoài đường á. Lần lần vô đi chỉ cho vào mà. Biết rồi. Bé Thùy Dương đâu chị? Thùy Dương đây hả? Ôi rồi ôi. Đây phải nói, đây là cái phải nói cho tăng nghe. Đây anh vô đây. Cái gác ngày xưa nè, cái gác ngày xưa nè, gác lửng nè. Hình như mình phải bỏ dép ra. Bác đây là bác. Để em bật đèn ám mẹ của thầy. Bác đây là bác chủ nhà, là ngày xưa lúc gia đình tụi mình đi anh đó. Anh vô đây đi, anh vô đây một tí. Là sở nhà đất ra bàn giao lại căn nhà này cho bác. Đây, đây bác là chủ nhà mới hiện tại. Đúng không bác? Bác lúc nào có nụ cười rất tươi rồi đó, chứng tỏ là bác rất là khỏe đúng không bác? Chín mươi rồi. Ui. 90. 90 chắn rồi. Anh ơi, tất cả mọi người ngồi chơi đi nhà. Dạ. Chị. Để cái đẻ đi chị. Bác 90 tuổi rồi bác. Dạ dạ. Chị Thủy, anh Vũ ông xã em. À dạ. Mà cái người mà chị Thủy ở đó, lúc đó anh Vũ đi rồi. Chị Thủy cứ nói, cô chú em chờ đợi cái người nào đây. Lâu lâu quay vòng đây, con biết tuổi sao. Má Trần nè. Đằng sau nó có biết cái cống ngày xưa. Thủy Dương ơi. Ở đây nó có cái cung tơ điện cái này là gì ạ? Bây giờ rời qua đây rồi, rời qua đây rồi. Ngày xưa làm đây là anh Hải, đúng không chị? Đúng rồi, chưa cột cái đó đó. Anh đã thẳng tay ngọc đó. Đúng rồi, nhà bán rồi chị. Bán rồi, bác Hải mất rồi. Ôi, anh Hải mất rồi, anh Hải. Anh Hải thì mất rồi chị. Anh ra, quên. Không, đi luôn. Chụp cháu nó quét, chụp cháu. Rồi, quên cho bỏ ra. Không phải khởi ra. Không mà, ngồi thế đó, ăn cơm. Đúng. Anh Lâm bỏ đây nhá. Không sao, không bỏ, không bỏ. Cháu xịt nước hoa rồi bác, chân cháu xịt nước hoa rồi bác yên tâm nhá. Cháu vô đồng chí được không bác? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp quá, đang ăn cơm. Bác 90 tuổi hả bác? Dạ. Bác uống nước xong không ạ? Trời ơi, đang ăn cơm. Anh yên tâm. Bây giờ nè, đây là cái bếp nhà mình nè. Chắc chắn là cái bếp gì nhá chị? À, cảm ơn chị. Chị Thùy hả? Cảm ơn chị dễ thương không? Cậu này cảm ơn tớ. Rồi, cảm ơn chú anh Thùy. Bác tao, cái gác cầm chỗ này lên, cái này bao lắm. Cầu thang cái đó. Cầu thang lên chỗ này là bác. Không, cái xương còn thang. Cầm đây đúng không em? Ủa, em bé này là về. Để em gặp chị Thành đó. Em gọi chị Thành, chị Thành nói là chị Thùy. Cái ngày mà bác đến ở đây. Thấy ở bên biết mà phía ngoài cửa nó biết hẳn rồi. Hồi xưa là cái cống rãnh mà tưởng là cống làm gì chị? Ồ, vẫn vậy. À, cống kia rồi phải. Sao lại cống? Có hai đứa con đó rồi. Tại vì cống. Đúng rồi. Bên kia em đi học hết rồi. Đứa nào? Bây giờ đứa nào hả bác? Con của con bé này 18 tuổi. Bây giờ cho cô này hả bác? Chú Giang. Tại sao? Anh có mấy mối được cái này luôn. Đó, bạn cháu nó đang cô đơn đó ạ. Thật đấy á? Dạ, có chừng đụng đầu. Đây là nhà 288K6, nơi là mình lớn lên và sinh ra ở đây. Nhưng mà phải nói rằng là căn nhà này họ không có xây lớn như mấy căn nhà kế bên. Thì ở đây mình thấy K6 với K7 thì vẫn thâm thấp như hồi xưa thôi. Còn hướng K8, K9, K10, K11 thì phải nói chung là họ xây tương đối cũng khá cao. K8 thì cũng vẫn vậy, không thay đổi. K9 cũng vẫn vậy luôn, không thay đổi. Còn hướng bên dãy M bên đây là hầu như thay đổi toàn bộ hết. Mà hầu như tất cả những chủ nhà ở đây đều đi ra nước ngoài, không còn ai hết. Trong cái hẻm này chỉ còn có lác đác vài chừng 2 hộ thôi, 2 hay 3 hộ là hết rồi. Đó. Đây là nhà ông bà Mai ở phía đầu hẻm. Đây là cái hẻm dãy K và dãy M. Rồi, bây giờ mình trở về nhà, bây giờ là 12 giờ hơn chút rồi. Mọi người về có hẹn hò ở đó, ăn cơm, ăn uống ở bên đó. Anh Bình nó có đây phải không? Đây, trụ sở đây, chú Tùng. Trụ sở hồi xưa đây. Cái cột điện hồi xưa hay leo trèo, bây giờ thế mà cái cột điện khác, cái cột điện cũ nó bỏ rồi. Đó, hoàn toàn thay đổi. Đây là nhà cu thiều đây. Hẻm Bắc Nậm đây. Đây là nhà
ông Đức đây. Đây là nhà ông Hữu đây, nhà Tiến. Đây là nhà G2 đây, G3 là nhà chị Mai, anh Tuyến, anh Tuyển. Đây là nhà cụ Chế. Còn nhà này mình quên mất tên cho chủ nhà cũ là gì đây. Đó, hẻm trước cửa nhà chung với là anh Linh. Đấy, hôm nay mình rất là vui khi về đây gặp lại một số người quen biết cũng ở Mỹ về. Và có cậu em út hiện tại vẫn còn ở Việt Nam, và cậu em út của mình cũng ở bên Pháp về chơi. Đấy, mình quay cả cái khu vực 288 này cho những cư dân sống ở cái khu vực này xem trên kênh Trời Lâm Nguyễn, sẽ hồi tưởng lại những cái ký ức đẹp về cách đây trên 40 năm, 50 năm. Đây giấy A nhà bà Lễ đầu đường. Bên đó là Xóm Dốc. Đây là ngã tư Nam Kỳ với lại Lý Chiến Thắng. Đây là ông anh ruột của mình với lại bà xã. Từ cái cư xá 288 này đó mà đi ra chùa Vĩnh Nghiêm mất khoảng chừng 200m hơn một chút ở bên tay trái đó. Xa xa tới ở chùa Vĩnh Nghiêm. Còn đi thẳng nữa là kế bên chùa Vĩnh Nghiêm là cầu Công Lý, tức là cầu Nam Kỳ, cầu trước đây gọi là cầu Nguyễn, cầu Công Lý, thì sau này đổi Nguyễn Văn Trỗi nhưng mà không đúng, họ là đổi lại. Cầu Nguyễn Văn Trỗi nằm ở bên Trương Minh Giá chứ không phải trên con đường này nữa. Sau khoảng chờ đợi 15-20 phút mình mới có xe để trở về nhà. Coi có quên telephone gì không? Đây, hôm nay là ngày mùng 8 Tết thì anh em lại họp mặt ăn uống bữa cơm trưa. Ngày mai các anh chị lại đi qua Cần Thơ, du lịch ở Cần Thơ. Còn mình thì 2 ngày nữa mình cũng đi qua bên Trung Quốc mình du lịch. Đó, bà thấy anh em gặp nhau bữa này. Còn hy vọng sẽ gặp lại ngày 26, về 27 là anh chị đi về lại Pháp. Đó, chỉ còn những cái giây phút anh em họp mặt. Rất tiếc là chú Út bạn tiếp bạn bè không có đến được, với lại cô em gái út cũng vậy. Đấy, bây giờ mời mọi người ăn cơm chung với gia đình nhà mình vào ngày mùng 8 Tết. Mày chị Dung chị cho ăn bữa cơm rất tuyệt vời luôn. Đậu hũ nhồi thịt. Tụi em ăn cơm này dưa hành giá, nấm chua, cơm bò. Ngồi đây. Bí gì đó, đậu hũ. Đậu hũ xả, chả lụa, thịt quay với lại rau muống xào tỏi ớt. Bữa cơm hôm nay chị Dung cho ăn chết bỏ luôn. Ngày làm cho bụng, ngày canh bỏ hành không có ăn được. Hôm nay nó được ăn. Đây toàn là những món mà anh chị rất là thích. Bây giờ là khoảng 9 giờ tối ngày mùng 8 Tết. Thì sáng nay hai ông anh với bà chị của mình ghé nhà ăn cơm trưa. Sau đó ở lại chơi cho đến tối. Thì bây giờ cả gia đình nhà mình đi ăn phở Hiền. Mấy anh chị chưa ăn phở Hiền lần nào hết, đây lần đầu tiên. Thì phở Hiền nó nằm ở đường Trần Quang Khải, ngã ba Trần Quang Khải với mình là mình không nhớ tên đường. Chỉ biết đường chính là đường Trần Quang Khải, mà trước đây đó là cũng có trường Văn Hiến. À, mình chỉ nhớ mang máng như vậy thôi. Nhưng mà mình đi Grab đến đó thì rất là dễ dàng. Rồi, mời các bạn đi theo chân mình để tham quan phở Hiền nhá. Ở đây phở có nhiều phở lắm, phở Dậu, phở Hiền, đủ loại phở tên các cô ấy đó. Rồi, vừa rồi thì mình có chứng kiến cái cảnh va quẹt xe Honda. Nhưng mà cũng may mắn là không có vấn đề gì hết, chỉ có cái xe bị chảy xước tay chân với lại
xe bị bể một chút xíu thôi. Bây giờ để cho hai bên từ nói chuyện với nhau. Còn gia đình nhà mình phải đi ăn phở bây giờ. Đây, gia đình mình sau cùng cũng đã đi đến được Phở Hiền. Để trước mặt mình đây là Phở Hiền Văn Hiến. À đúng rồi, đường này đường trường Văn Hiến ở đây nè, gần gần đây thôi. Nhưng mà cái tên đường này á, thì tại sao đây nó ghi vẫn là Trần Quang Khải mình không hiểu nha. Đây, đây là Phở Hiền mình đã từng ghé ở đây ăn rất là nhiều lần. Hình như năm nào mình về mình cũng phải ăn Phở Hiền hết. Thì nói chung ra là phải ăn tương đối khá. Nhưng mà mình thấy ngon hơn phở Pasteur đó. Hồi xưa phở Pasteur mình cũng rất thích. Nhưng mà sau này thì nói chung phở thì bây giờ nó ở nhiều, rất là nhiều tiệm phở khác nhau. Đây mà đây là mấy cậu trẻ cậu làm việc không. Trước đây năm về trước thì mình Phở Hiền nó có hai gian thôi, mà năm nay mình về đây họ thấy mình thấy họ có mua thêm một cái nhà kế bên nữa là ba gian Phở Hiền, chứng tỏ Phở Hiền này họ làm ăn cũng phát đạt lắm nha. Cái vòng mới có một năm thôi mà tiệm càng ngày càng lớn. Và cả nhà mình hôm nay đi ăn phở đây. Hôm nay được ngồi ở ngoài ăn, lý do giản dị thôi. 9 người nên không có chỗ ở bên trong, nên chủ tiệm mới xếp bàn cho mình ngồi phía ngoài. Rất tiếc cái chuyến đi của anh em mình không có cô Mai, không có chú Giang. Thiếu đi về bên đây là cứ mạnh ai nấy đi. Tôi đặc biệt tái làm 9 gân gầu. Không, cầu là mở đó. Thế rồi. Đây, tái nạm 9 bò viên. Nói chung là hôm nay ăn là tái nạm 9 bò viên gân. Tái 9 bò viên. Bò viên.